Thầy tham mang am hằng ma la mút tam bi sắc ca lăng hát thế na tề ga hết tề và dạ con xin sám hối, con xin đọc lại. Mi bát cha bề tham mang am hằng ma la mút tam bi sắc ca lăng hát thế na tề ga và thổ vi tha bi cha sắc ba số tum hề an na ga tề ca lệ am ma ca run ni kê ha huệ put ta thi tut ta ma ta ta bút tha ye qua phầy ya tha hi bát cha bê tha măng am hằng ma la mút tam pi sa ca lăng hát thê ya qua thùm hê a na ga tê ca lê am ma ca run ni kê ha huê put ta thi tut ta ma ta ta bút tha ye qua pha quay ya tha. Dạ con xin đọc kệ. Ni pat cha pe tha mang am hang ma la mu tam pi sa ka lang ha te na pe ga he toa wa to vi tha pi cha sap ba so tum he ana ga pe ka le amma karun ni ke ha we Buddha ti tun ta ma ta ta Buddha ye wa fa wei ya tha Ni pat cha pe tha mang am hang Ma la mu tam pi sa ka lang Ha te na te ga he toa wa Tho vi tha pi cha sap ba so Tum he ana ga te ka le Amma ka run ni ke ha we Buddha ti tut ta ma ta ta Buddha yuva pha vay ya tha. Dạ con đã đọc và kể xong, có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm con. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ xin mời vị kế tiếp ạ. Con xin xuống đức. Dạ con kính bạch sư, con xin được đọc bài câu 3 và câu 4. Kể pháp môn sám hối phụ là mẫu ạ. Dạ. Nipat cha pe tha mang am hang ma la mut tam pi ka pi sa ka lang han the na te ga na ha the na ge ga he toa wa tho vi tha pi cha sa pa tum he an na ga te ka le am ma ka am ma ka run hi ke ha we Buddha thi tu ta ma ta ta Buddha ye ya pa we ya tha. Con xin được đọc lại ạ. Nipat cha pe tha nang am hang ma la mut tang pi sa ka lang hát thế na tế gắt tế tòa quát thổ quyết thả bi cha sa bác sổ tùm hề á na gắt tế ca lê âm ma ca run ni kê hạ quê bút ta thi tu ta ma ta ta bút thả dê qua ba quê ya tha. Đã, con xin được kể ạ. Ni pa cha pe tha mang am hang ma la mut tang pi sa ka lang ha the na te ga he wa ta ha the na te ga he toa wa tho vi tha pi cha sa pa so tum he ana ga te ka le amma karun ni ke ha we buta ti tu ta ma ta ta buta ye ya pa we ya tha ni pa cha pe tha mang am hang ma la mut ta tam pi sakalang ha te na te ga he toa wa Tho vít tha pi cha sa pa so Tum he ana ga te ka le
Makaruni ke hawe Buddha titu tamatata Buddha yena ta weyata. Dạ, con đã đọc xong ạ. Có gì mong sư chỉ dạy cho con ạ. Con xin được xuống mic mời vị khác ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Đức. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và kệ đoạn 3, đoạn 4 của Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu. Nipat cha be tha mang am hang ma la mut tam pi sa ka lang hat the na te ga het toa wat tho wit tha pi cha sap da so tum he anagate ka le am ma ka tun ni ke ha we put ta thi tut ta ma ta ta but tha ye wa pha we ya tha ni phát cha pe tha mang âm hằng ma la mút tâm pi sa ca lăng hát thế na te ra hết toa hoa thô vít tha pi cha sáp ba sô tum he ana ga te ka le amma karun ni ke ha we putta thi tut ta ma ta ta putta wa ka we ya tha. Dạ, con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa. Dạ, kính cảm ơn trường hữu. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Thời Đức, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho tự biết âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc câu 3 và câu 4 của bài Kinh Phụ Mẫu hôm nay. Dạ. Đi bắt cha bề tham mầm âm hằng ma la mút tam bi sa ca lang hắc thề na tề ga het tua wa tho vi tha bi cha sap pa so tum he ana ga te ca le amma karun ni ke ha we buddha thi tut ta ma ta ta buddha ye wa pha we ya tha ni bắc cha bề tham âm hằng ma la mút tầm bi sa ca lăng hắc thề na tề ga hết tua wa thô vít tha ba cha sa pa so tum hề a na ga tề ca lê âm ma ca ru ni kê ha quê bút ta thi tút ta ma ta ta bút tha dê qua phá quầy và thá. Là con xin kệ ạ. Ni bạc cha bê tha mầm âm hăng ma la mút tâm bì xa ca lăng hằng thế na tê gà hẹn thua qua thô huynh tha bi cha sắm ba sô tum he ana ga te ka le amma karun ni ke ha we buddha thi tut ta ma ta ta buddha ye wa pha we ya tha. Dạ, con đã đọc và kể xong. Nếu có sai mong ngài và đạo tràng chỉnh sửa giùm con. Dạ, cảm ơn con, cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Bây giờ mời kính mời hành kiểm ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, Nam mô Ân Đức Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Ân Đức Phật, con kính đảnh lễ Ân Đức Pháp, con kính đảnh lễ Ân Đức Tăng, con kính đảnh lễ sư, con kính đảnh lễ với cô tu nữ. Dạ, xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc đoạn 3, đoạn 4 bài kệ sám hối phụ mẫu. Ni bát
cha bê tha mang âm hằng ma la mốt tầm bi sa ca lăng hát thề na tề ga hết tòa quát thổ quýt thà bi cha sắp ba sô tùm hề a na ga tề ca lê âm ma ca đồn ni kê ha quê bút ta hi bút ta thi tút ta mà ta ta bút thà về qua pha quầy và tha. Dạ con xin đọc lại. Ni ba cha bề tha măng âm hằng ma la mốt tầm bi sa ca lăng hết tha na hết tha hết tha na tề ga hết tòa qua thồ quýt thà bi cha sắp ba sô tùm hề a na ga tề ca lê âm ma ca đồn ni kê ha quê bút ta thi tút ta ma ta ta thúc bút thà về qua pha quê và tha. Dạ con xin kể. Nê bán cha bê tha măng âm hằng mà là một tấm bị xa ca lặng hàn thế na tê ga hết tòa hòa thổ vi tha bi cha sắp ba sô tâm hệ a na ga tê ca lê âm ma ca rôn ni tê kê ha quê bồn ta thi tuân tha a ma ta ta bồn tha dê qua pha quê ya tha. Dạ con trả bài xong đoạn 3, đoạn 4, bài lễ sám hối của mẫu. Dạ con có chỗ nào sai con xin kính quý sư, quý cô, tu nữ và quý đạo hữu sửa sai giúp con. Dạ con xin trả mít lại cho đạo tràng. Dạ xin cảm ơn. Dạ, dạ xin chào và dạ, mời vị kế tiếp. Alo, 123, 123, xin tâm phương chờ chút ha. Quý vị thấy xích hành kiểm sai chỗ nào? Alo, quý vị thấy xích hành kiểm sai chỗ nào? Quý vị thấy không? Cái câu số 3 hát thề na à, nhưng mà trong cái khi mà đọc về trường âm đoạn âm đọc giọng kinh thì đọc là hát tha na à, đọc hát tha na, nhưng mà khi kể thì là đọc hát thề na à, à, xin cảnh kiểm chắc à, thiếu cà phê hay sao, hay là bán cà phê rồi cái thấy đen thui à, à chỗ này hát thề na chứ không phải là hát tha na hả. Rồi chỉ có một chỗ đó thôi à, hoàn toàn đúng. Rồi, dòng kệ cũng hay nữa, dòng kinh cũng tuyệt vời. Rồi, mời sư Tâm Phương. Dạ, con kính cảm ơn Ngài. À, con xin đọc tiếp câu 3 và câu 4. Alo, dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã cho biết âm thanh rõ vậy. Ni pa cha pe tha mang am hang ma la mút tăng bi sa ca lăng hát hề na tê gát thoa qua thô vít thà bi cha sắp ba chô tâm hề a na gát tê ca lê âm ma ca rô ni kê ha quê bút ta thi tút ta ma ta ta bút thà dê qua pha quỳ già tha. Con xin đọc kệ. Ni pa ya pe ta mang an hằng ma la mu tang vi sa ca lăng hát thê na tê gắt toang qua thô đất. Dạ con sao mới vừa về lấp tắp quá. Dạ ni pa ya pen tha mang ang hằng
ma la mu tang bi sa ka lang a the na te ga to ang qua tho vi tha bi cha sam ba so tum hi ana ga te ka le a ma ka yun di ke ha we buddha thi tun ta ma ta ta buddha ye quang ba we ba we ya tha. Dạ con đã đọc xong, con xin nhường biết lại cho vị kế tiếp, chúng ta không đủ giờ. Dạ con xin nhường. Alo, alo, 123, 123. Gần 6 giờ rồi. Xin, Siết Hà hả? Lên đọc được không hả? Siết Hà hỏi hay quá ha. Lên đọc được không? Không chịu đưa tay mà hỏi lên đọc được không. Khi nào mà đưa tay lên rồi người ta bác bỏ thì khi đó mới nói rằng không cho đọc. Chứ còn bây giờ không chịu đưa tay gì hết mà. Rớt mạng hả? Rớt mạng là tốt, chứ mất mạng là không có đọc được. Rớt mạng vô đọc được, cùng mất mạng là tiêu luôn. Rồi, mời Siết Hà. Bàn tay đâu? Không có chịu đưa tay gì cả mà còn cười nữa chứ. Dạ Nam Mô Bức Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha. Dạ, dạ thưa Ngài, cái không biết sao cái máy con cứ cầm mic nó cứ tụt nên con bị hơi mất thì giờ. Dạ, để con xin trao bài. Nip tát cha thề tham măng âm hằng ma la mút tầm bi sa ca lăng hát hát thề na tề ga hết tòa qua thù quýt thà bi cha sắp ba sô thầm hề a na ga tề ca lê âm má ca rùn ni kề ha quê bút thá thi tút ta mà tà ta bút thà ghê quá phá quầy và thác. Còn đọc lại nít ba trà đề tha mặn ầm hằng má lá mút tầm bi xá ca lần hát thề ná tề ga hát tòa quá. Dạ còn xin đọc lại ga hết tòa quá thù quý thà bi trà sắp ba sổ thùm hề a nà gấp bê cà lê âm ma ca rùn ni kề quá ha quê bút ta thi tu ta mà tà ta bút thà về quá phá quầy già thác. Dạ ngài cho con đọc thêm lần nữa, con bị bắt quá. Nít bát trà đề tha mằng âm hằng ma la mút tầm bi sa ca lần hát thề na tề ga hết tòa quá thù quýt thà bi cha sắp ba sồ tùm hề a na ga tề ca lê âm ma ca vùn ni kề ha quê bút ta thi tu ta mà ta ta bút thà
về qua pha quầy và thác. Dạ, con đã đọc xong. À, con trao mic rồi. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, nãy giờ con ngoài đường nên bây giờ con cũng ké theo Xích Hà luôn. Dạ, con xin phép đọc đoạn thứ 3, thứ 4 của Kinh Phụ Mẫu. Ni bát cha bề tha măng âm hằng ma la mút tầm bí sá ca lăng hát thề na tề ga hết tòa quát đồ quýt thà bí cha sắp bá sô. Tùng hề an na gá tê cả lê âm ma ca rùn ni kê ha quê bút ta thiếp tút ta ma ta ta bút thà dê quá phá quê gia tha. Ni bát cha bề tha măng âm hằng ma la mút tầm bí sá ca lăng hát thề na tề ga hết tòa quá thốt quýt thà bí cha sắp bá sô. Tùng hề an na gá tê cả lê âm ma ca rùn ni kê ha quê bút ta thi tút ta ma ta ta bút thà dê quá phá quê gia tha. Ni bát cha bê tha măng âm hằng ma la mút tầm bí sá ca lăng hát thế na tê ga hên tòa hoa đô thuy tha bi cha sắp ba sô. Tung hê a na ga tê ca lê am ma ca rô hôn kê ha vê. Bụt ta thi tút ta ma ta ta bụt tha dê wa pha vê ya tha. Dạ, con đã đọc và kể xong. Có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ, con xin cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Sa thủ Quỳnh Giang Nhật Hà ha. Nhận rất là nhiều hoa. Người đọc cuối ha. Chúng ta kết thúc. Và vị nào mà đọc đúng giọng, tức là vị đó có hiếu với cha mẹ. Nhưng mà vị nào mà thuộc lòng á, vị đó là trí hiếu luôn. Sĩ qua Quang Thanh hả? Muốn tiếp tục hả? Rồi, cũng được, xin mời. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp và ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức và con kính đảnh lễ quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài kệ sám hối phụ mẫu của đoạn 3 và đoạn 4. Ni bách chê ba. Dạ, con xin sám hối. Ni bách chà bê tha măng âm hăng ma la mốt tăng bi sa ca lăng hát thề na tề ga hề ga hết qua thổ quýt thà bi cha sắp ba sổ. Tùm hề a na ga tề ca lê âm ma ca rùn ni kề ha quê bút ta thi bút ta thi tút ta ma ta ta bút thà rê qua pha quầy à thá. Con xin đọc lại. Ni bách trà bề tha măng âm hằng ma la mút tăng bi sa ca lăng hát tha nề hát thề na tề ga hề tọa hát thề. Con xin đọc lại chỗ này, con đọc sai chữ hết rồi. Hát thề na tề ga hết tòa qua thổ quýt thà bi trà bi cha sắp ba sổ. Tùm hề a na ga tề ca lê âm ma ca rùn ni kề ha quê bút ta thi tốt ta ma ta ta bút thà rê qua phà quê ra thà. Dạ, con xin kệ ạ. Ni bách cha bê
tha mang âm hăng ma lu mu ma la mu tăng biệt xa ca lăng hạt thế na tê gà hết toa qua thô quýt tha bi chà rắp ba xô tùm hê a na gà tê ca lê amma karun ni ke ha kwe putta tittutta mata ta buddha rewa pha quay ra tha. Dạ con có đọc sai, mong ngài Trí Đức và đạo tràng sửa cho con. Dạ con xin xuống mic ạ, con xin kính mời vị kế tiếp. Sa thú Sĩ Quang Thành, quý vị thấy cái giọng của Sĩ Quang Thành chứng tỏ sức khỏe không tốt, nhưng mà vẫn tham gia chiến đấu ha, vẫn thể hiện chữ hiếu qua cái bài báo hiếu phụ mẫu, rất là hoan hỷ. Tinh thần học hỏi của quý vị chúng tôi rất là khâm phục. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại ha. Chúng tôi biết rằng cái bài này trong số quý vị trong đạo tràng có vị đã thuộc rồi chứ không phải là không, tức là thể hiện chữ hiếu của mình, tự mình đã thể hiện và đã thuộc lòng cái bài này rồi chứ không phải là không có. Nhưng mà hôm nay ôn lại thì chúng ta vẫn biết rằng trong các thiện sự thì chữ hiếu là đứng đầu. Chính Đức Phật cũng thể hiện chữ hiếu mà. Ví dụ như khi mà Ngài chứng đắc Phật quả về tế độ cho cha là vua Tịnh Phạn, rồi cho mẹ là hoàng hậu Maya ở trên cõi trời. Và đối với dòng họ gia tộc, Ngài tế độ tới 3 lần, tức là Cản, Acha Tassatu, Lưu Ly Vương, Cản tới 3 lần để bảo vệ cho dòng họ mình. Thì như vậy chữ hiếu rất là quan trọng. Không riêng Đức Phật đã thể hiện chữ hiếu, mà chúng ta dù không biết đạo Phật đi nữa, nhưng mà cha và mẹ là hai đấng sanh thành, chúng ta phải trả ơn. Như vậy thì cái bài này rất là quan trọng. Bây giờ Sĩ Nhật Quỳnh ơi, có mặt đó không? Đưa lại từ đoạn 1 cho tới đoạn 4. Chúng ta ôn lại. Khi ôn lại 4 đó rồi, chúng ta đọc phần tiếng Việt. Rồi bây giờ mời Sĩ Nhật Quỳnh đưa lên đoạn 1 đến đoạn 4. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc Pali xong, rồi chúng ta sẽ qua giọng kệ luôn 4 đoạn ha. Qua là ôn thì chúng ta từ trên xuống dưới, và chúng ta sẽ biết ý nghĩa qua phần tiếng Việt. Bây giờ chúng ta xin đọc trước, rồi quý vị cứ thế mà tiếp tục là chúng ta xong. Đối với cha, đối với mẹ, bằng Pali ha. Ya da cha to cha yo wa hang duk khang ma ta vi tu hi me an tu tang ni an wan ni tang hat thang pa gai ha wan di to do sang kham tha me ye wa tum he de tha pha yam cha ru thi ta se wa me tum he su gi tam mup pa ge ge tha we. Có khách quý vị thông cảm ha. Đọc lại. Ya da cha to cha yo wa hang duk khang ma ta pi tu hi me anu pu tang na wan ni tung hat thang ba gai ha wan di to do sang kham tha me ye wa tum he de tha pha yam pi cha ru thi ta se wa me tum he su git tam mup
ni bát cha bê tháp măng am hằng ma la mu tâm bi sắc ca lăng hát thế na a tê bát ghê tòa quát thô vi tha vi cha sắp ba sô tâm hê a na ga tê ca lê am ma ca run ni kê ha huê bút ta thi tô ta ma ta ta bút tha yê quá phạc vầy ya. Rồi, đó là phần Pali ha. Đó là phần mà giọng kinh. Bây giờ qua giọng kệ ha. Rồi sẽ đọc phần tiếng Việt. À, quý vị chỉ cần đọc một lần là được ha. Dạ đa cha tô cha vô hòa hằng đùng khăn ma ta bị tu hi mê anu phu tăng na quanh y tung hành thân ba gây hà quanh đi tù đổ sang khám ma tha mê dê quá tùm hê đê tha phải dâm bi chà rũ thi ta xê qua mê tùm hê su ghi ta mốc ba ghét tha quê ni chát ni bát cha bê tha măng âm hằng ma la mô tâm bi sa ca lăng an thê na tê ga hê tua hoa thô vi tha bi cha sa pa sô tụm hê a na gan tê ca lê âm ma ca rôn ni kê ha huê bốn ta thi tốt ta ma ta ta bốn tha dê hoa pha quay gia tha. Rồi như vậy khi mà đọc xong như vậy phần tiếng Việt chúng ta đọc từ trên xuống dưới luôn ha. Kính thưa cha mẹ thường tri, nghĩ suy con sợ lỗi nghì ân trên. Từ con hình thể con nên, mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời. Nặng nề cực nhọc lắm ôi, chăm nom con trẻ kẻ thôi sao cùng. Con xin đảnh lễ cúc cung, nghiêng mình phủ phục mong dung tội rầy. Khi con la khóc rầy tai, từ bi mẹ hát thương thay não nùng. Tấn dịch đại tiểu tiện cùng, các Phật ứa trượt ung dung lau chùi. Giặt rửa cha mẹ vẫn vui, chẳng hề nhùm gốm những mùi thủi tha. Từ bi thay lòng mẹ cha, ơn tài trời đất khó mà đáp xong. Cầu cho cha mẹ thảy đồng, đắc thành Phật quả thoát vòng tai ma. Rồi quý vị chỉ cần đọc một lần dòng tên tiếng kệ rồi phần tiếng Việt. Alo, quý vị làm được, rất là quý vị có hiếu đối với cha đối với mẹ. Rồi xin mời Shimita ha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô An Thanh cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, quý vị khác có nghe được không ạ? Dạ, xin cho biết. Dạ, cảm ơn cô Hồng Mai, cảm ơn quý vị. Dạ, cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, một lần nữa con xin đọc lại toàn bài Phụ Mẫu Kệ. Giá đa cha tô cha vô hoa hằng đục khăn ma ta bí túi mê anu phụ tăng na hoành ni tung hát thăng ba gầy ha hoành đi tô đô sang khá ma tha mê dê quá tùm hê đê tha và dầm bi cha ru thi tách xê quá mê tùm hê
Suritamuk Bagetawe. Con đọc tiếp đoạn 3 và đoạn 4. Ni bát cha bê tha măng âm hằng ma la mút tâm bí sa ca lăng hát thề na tê gá hét tòa hoa đồ quýt thà bí cha sắp ba sô tùm hề a na gá tê ca lê âm ma ca rôn ni kê ha quê bút ta thi tút ta ma ta ta bút tha dê quá phá quầy dạ tha. Dạ con cũng xin kể coi, cái giọng con bây giờ nó hết hơi rồi nhưng mà con cố gắng. Dạ đa cha tô cha vô hoa hăng đô khăn ma ta bị tổ hi mê à nụ phu tăng nà quanh ni tung hát thăng ba gây hà quanh đi tô đồ sẵn ca ma thà mê dê quá tụng hay đê tha và dâm bi cha rù thị tát xê hòa mê tùm hê. Dạ cho con đoạn 3 đoạn 4. Nì bát cha bê thà măng âm hăng ma la mút tâm bị xa ca lăng hạt thể na tê gà hét toa hoa thổ quýt tha bi chà sắp ba sô tùm hệ a na gà tê ca lê âm ma ca run ni kê ha quê Bụt ta tụt ta ma ta ta Bụt tha dê hoa phà quậy gia tha. Kính thưa cha mẹ, tường tri nghĩ suy con sợ lỗi nghì ơn trên. Từ con hình thể có nên mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời. Nặng nề cực nhọc lắm ôi. Chăm nom con trẻ kể thôi sao cùng. Con xin đảnh lễ cúc cung, nghiêng mình phủ phục, mong dung tội rầy. Khi con la khóc rầy tai từ bi, mẹ hát thương thai não nùng, tân dịch đại tiện, đại tiểu tiện cùng, các vật quế trượt ung dung lao chùi. Giặt rửa cha mẹ vẫn vui, chẳng hề nhòm gớm những mùi túi tha. Từ bí thai lòng mẹ cha ơn tày trời đất khó mà đáp xong. Cầu mong cha mẹ thảy đồng đắc thành Phật quả thoát vòng tai ba. Và con đã đọc xong, kệ xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Và con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sân Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tự Đức. Kính chào đạo tràng, mừng cô Nhật Quỳnh đã bót bài. Do tí nữa Phúc Hạnh có công việc cho nên Phúc Hạnh xin đọc trước. Gia đà cha tô cha vô và hằng đúc khăn ma ta biết tu hí mê
anu phù tăng na hoàn ni tùm hát thằng ba gầy hát hoàn đi tù bồ sằng khám ma thăm mề về quá tùm hề đề thà phá dầm bi cha rút thi tát xề quá mề tùm hề su ghi tám múc ba ghét thá về ni bát chà bề tham măng ầm hằng má lá mút tầm bí sắc cá lằng hát thề ná tề gá hề tòa chân đọc lại có ba có bốn ni bát chà bề tham măng ầm hằng má lá mút tầm bí sắc cá lằng hát thề ná tề gá hề tòa quá đồ phi thà bi chá sáp bá sô tùm hề á nà gá tề cà lề ầm mát cá rùn ní kề há về bút tá thí tút tá mà tà tá bút thà dê quá phà vầy già thá phá bút tá thí tút tá mà tà lá bút thà dê quá phá vầy già thá. Dạ, con cho con đọc tiếng Việt vì hôm nay con hôm qua giờ con bị bệnh quá nên con không cỡ nổi à. Cô Nhật Quỳnh cho đọc tiếng Việt. Kính thưa cha mẹ tường tri, nghĩ si con sợ lỗi nghì ơn trên. Từ con hình thở có nên, mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời. Nặng nề cực nhọc lắm ôi, chăm nom con trẻ cỡ thôi sao cùng. Con xin đảnh lễ cúc cung, nghiêng mình phụ phục mong dung tội rầy. Khi con la khóc rầy tai, từ bi mẹ hát thương thay não nùng. Tân dịch đại tiểu tiện cùng, các vật ớ trượt ung dung lau chùi. Giặt rửa cha mẹ vẫn vui, chẳng hờ nhòm gớm những mùi thúi tha. Từ bi thay lòng mẹ cha, ơn tày trời đất khó mà đáp sâu. Cầu cho cha mẹ thảy đồng, đất thành Phật quả thoát vòng tay ba. Dạ con xin xuống biết có sai chỗ nào, xin Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa. Con xin mời vị tiếp theo ạ. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Dạ con kính lễ chư Chư Đức, kính lễ Sư Tuệ Đức, kính lễ với Chư Tăng và các cô tu nữ. Kính chào toàn thể Đạo Tràng. Dạ con xin đọc kệ lễ bái phụ mẫu kệ ạ. Ya da cha to cha yo wa hang duk khang ma ta pi tu hi me anu phu tang ma wan ni tum hat thang ta gai ha wan di to do sang kha ma tha me ye wa tum he de tha pha yam pi cha rut thi ta se wa me tum he su ki ta mut pa get pa we ni tat cha bề tha măng am hằng ma la mút tâm bi sắc ca lăng hát thề na tề ga hệ tòa quá bồ hồ hít tha bi cha sắp ta sô tùm hề a na ga tề ca lê am ma ca run ni kê ha huê put ta thi tút ta ma ta ta bút tha ye quá pha huê ya tha. Dạ con xin kể ạ. Ya da cha to cha yo wa hang dukhang mata pitu hi me anu phu tăng na wan ni tum hat thang pa gay ha wan di to do sang kha ma tha me ye wa tum ne de tha pha yam pi cha ru de wa me tum ne Subhita mut payen tha we ni pan cha pe tha mang am hang ma la mut tam ti sa ka lang ha the na te ya het tua wa ko vit tha pi cha sam ba so tum he ana ya te ka le amma karun ni ke ha we Buddha pitu tama tata Buddha yewa phawaiyata. Kính thưa cha mẹ tường tri,
nghĩ suy con sợ lỗi nhì ơn trên. Từ con hình thể có nên, mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời. Nặng nề cực nhọc lắm ôi, chăm nom con trẻ kể thôi sau cùng. Con xin đảnh lễ cúc cung, nghiêng mình phủ phục mong dung tội rầy. Dạ con đã đọc và kể xong, dạ có gì sai xin sư trí đức. Dạ, dạ con xin sám hối, con xin đọc tiếp ạ. Khi con la khóc rầy tai, từ bi mẹ hát thương thay não nùng. Tân dịch đại tiểu tiện cùng, các vật uế trượt ung dung lau chùi. Giặt rửa cha mẹ vẫn vui, chẳng hề nhòm gớm những mùi thối tha. Từ bi thay lòng mẹ cha, ơn tày trời đất khó mà đáp xong. Cầu cho cha mẹ thảy đồng, đắc thành Phật quả thoát vòng tai ba. Dạ con đã đọc và kể xong, có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng càng chỉnh sửa giùm, và có gì sơ sót xin đọc xin sám hối với Tam Bảo, với sư, với đạo tràng ạ. Dạ con xin xuống mic ạ, xin mời Thượng Vũ. Tại con thấy con chưa đến lượt, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con xin kính đảnh lễ sư tuệ đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu, con xin đọc kệ bài kinh báo hiếu phụ mẫu. Gia đa cha tu cha yo wa hằng đúc hằng ma ta pi tu hít nề anu phụ tăng na quan ni tung hát thằng ta gầy ha hoành đi tù đồ sằng khá má thầm mê dê quá tùng hề đề tha phá dầm pi cha ru thi tát dê quá mê tùng hề su ghi ta múc ta ghét tha quê ni phát cha bê tha măng âm hằng ma la mút tầm pi sa ca lăng hát thề na tê ga hết và quá thù quýt thà bi cha sắp ba sô tùng hề an na ga tê ca lê âm ma ca run ni kê ha quê put ta thi tút ta ma ta ta put thà dê quá phá quê già tha. Ya da cha tô cha yô hoa hằng đục hằng ma ta pi tu hi me anu phu tăng na wan mi tung hát thằng ba cây hát quan đi tô đô sang kha ma tha me ye wa tum he de tha pa yam pi cha ru thi tát se wa me tum he su vi ta mục ta kết tha we ni phát chấp te la mut tam pi sa ca lăng hát thế na tê ga hết tòa hoa thô vi tha phi cha sáp ba sô tung hê a na ga tê ca lê âm ma ca run ni kê ha quê put ta thi tút ta ma ta ta put tha dê hoa pha quấy gia tha. Kính thưa cha mẹ tường tri, nghĩ suy con sợ lỗi nghỉ ơn trên. Từ con hình thể có nên, mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời. Nặng nề cực nhọc lắm ôi, chăm nom con trẻ kể thôi sau cùng. Con xin đảnh lễ cúc cung, nghiêng mình
phủ phục, mong dung tội rầy. Khi con la khóc rầy tai, từ bi mẹ hát thương thay não nùng. Tân dịch đại tiểu tiện cùng, các vật uế trược ung dung lau chùi. Giặt rửa cha mẹ vẫn vui, chẳng hề nhờm gớm những mùi thúi tha. Từ bi thay lòng mẹ cha, ơn tày trời đất khó mà đáp xong. Cầu cho cha mẹ thầy đồng, đắc thành Phật quả khoác vòng tay ba. Dạ, con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Cảm ơn Quang Thanh à. Cảm ơn. Dạ con Thiện Vũ con kính lễ lễ ngài con và chị Đại Đức Tâm mà con không có thấy rõ nickname. Dạ con xin đọc hết là cái bài kệ Đại Tô Chay Yo Hoa Hằng Đúc Khang Ma Ta Bi Tu Hi Mê Anu Phụ Anu Phụ Tăng Na Quanh Đi Tùm Ha Thằng Ba Ba Gầy Ha Quanh Đi Tô Đồ Sầm Kha Mát Tha Mê Dê Quá Tùm Hê Đề Tha Pha Dăng Bi Chà Đu Thi Chánh Chê Quá Quá Mê Tùm Hê Su Ghi Tăng Mút Ba Ghê Tha Quê Ni pa cha cha be tha mang ang hang am hang ma la mut ta bi sa ka lang hat he na te ga he toa wa do with tha bi cha sap sap pa so tung hi anagat te ka le am ma ka dung ni kệ a ha quê bút ta hi túc ta ma ta ta bút ya ye à qua qua pha quay quê quay ya tha. Dạ con xin đọc tiếng Việt. Kính thưa cha mẹ trường tri, nghĩ si con sợ lỗi gì ơn trên. Từ con hình thể có nên, mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời. Nặng nề cực nhọc lắm ôi, chăm nôn con trẻ kể thôi sau cùng. Con xin đảnh lễ cúc cung, nghiêng mình phụ thuộc mong dung tội dày. Khi con la khóc rải tai, từ bi mẹ hát thương thai não nùng. Tăng dịch đại tiểu tiện cùng, các vật bế trược ung dung lau chùi. Giặt rửa cha mẹ vẫn vui, chẳng hề nhường gớm những mùi thúi tha. Từ bi thay lòng mẹ cha, ơn trời ơn tày trời đất khó mà đắp xong. Cầu cho cha mẹ thảy đồng, đắc thành Phật quả thoát vòng tay ba. Mẹ hôm nay thì cũng đến ngày giỗ của mẹ, con thay mặt cho chị Lưu và cùng tất cả gia đình thì con xin đọc cái bài kệ này đến cho mẹ, vì mong rằng ở dưới cảnh nào mẹ cũng được an vui. Vì bây giờ con xin đọc kệ, mẹ lắng tai mà nghe cho con nghe. Dạ đa dạ tôn cha vô quang đủ cam ta vì tu khi mẹ Anu phu tăng na quan đi tâm a thăng ba gan ha quan đi tô đô sam kha mát tha mê ye quang tung hi đê tha ba yam bi chàng đu thi thát xê qua mê tum hi su ghi thăng muốn ba ghen tha quyền Ni pa ya pen tha mang âm hăng ma la mu ta bi sa kham kha lăng
Hà thế na tê gạt tô ăn quan Hoa hoa thô ghi tha bi cha sâm ba sô Lũng hi a na gạt tê ca lên Âm ma ca đôn Nì kê ha quê Bồ tá thi tún ta ma ta ta Bồ tha dê quán pha quê gia tha. Dạ con kính cảm ơn Ngài hôm nay Ngài cũng đưa cái bài kinh của Phụ Mẫu lên thì cũng vừa đúng lúc là cũng là ngày giỗ của mẹ con. Con rất là tri ân Ngài. Dạ, con quá sức là cảm động. Con xin có lỗi với tất cả thiện tín ạ. Dạ con xin nhường mic lại cho vị kế tiếp. Sa thủ Sư Tâm Phương. Không riêng gì Sư Tâm Phương trùng hợp, mà đa số trong đạo tràng của chúng ta vị nào cũng có hiếu với cha và mẹ. Cái bài này khó đọc đâu phải dễ đâu, nhưng mà vị nào cũng tham gia. Nhưng mà khổ cái Sư Tâm Phương ha, hướng về những bậc sinh thành thì phải nói rằng trên cảnh giới nào, chứ mình nói rằng cha mẹ mình mà dưới cảnh giới nào, dưới là xin lỗi là khổ, trên là an lạc. Nhưng mà phải nói rằng trên cảnh giới nào, chứ ai nói dưới suối vàng hoặc là dưới này dưới kia thì như vậy là cha mẹ sẽ buồn. Cố gắng khi mình đọc cái bài này với tất cả tấm lòng thì chắc chắn rằng cha mẹ mình, và nhất là cái câu hồi hướng ha, ý đăng vô nhà tì năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta vô, nhớ cái câu đó. Mình tạo một cái phước nào đi nữa, giàu nhỏ giàu lớn, và cái tâm mình an vui thì đầu tiên phải hướng về cha và mẹ. Thân bằng quyến thuộc của mình, ai là người gần nhất? Cha và mẹ. Và hôm nay thì trễ giờ rồi, nhưng mà mong rằng cái ngày thứ tư tuần sau chúng ta sẽ đi vào nội dung của cái đoạn này, bởi vì phần tiếng Việt á chúng ta đi sâu vào nội dung, bởi vì ai cũng có cha có mẹ, ai cũng có cha có mẹ, thì hoàn cảnh của mỗi người sẽ là một bài học để chúng ta có một cái sự so sánh, rồi thể hiện chữ hiếu của mình. Tức là tuần sau chúng ta với cái đề tài ân đức sinh thành, nói về cha và mẹ. Và cái bài này chúng ta học nhưng mà chưa có triển khai. Thì bây giờ mong rằng coi như tuần sau chúng ta sẽ triển khai và đi vào nội dung chi tiết hơn. Mong quý vị thông cảm ha. Còn chị Hà hỏi chữ vô hay là chữ nô thì quý vị hôm trước học rồi mà còn hỏi nữa hả? Khổ quá. Nghĩa là bữa nào thì tính bữa đó, chứ cùng bữa này mà coi như là công đức sinh thành của cha của mẹ, mà bây giờ là hỏi vô hay là nô. Thôi thì xin kết thúc ha, trễ giờ rồi, quý vị thông cảm nha. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thiên văn tín chúng hộ trì đến chư tăng và thiền nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ete nasa chawache naso tùy vô hô tụ sa bà đà. Do lời chân thật này kinh văn hòa phước lên chư tôn thiền đức tăng ni quy củ tu nữ cùng chư thiền nam tín nữ luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Buddhaya. Hết giờ rồi, xin lỗi quý vị đóng rung luôn ha.